hai anh chị Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân á, thì hôm nay làm một cái video này để mà mình nói về cái dịch vụ mà của Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân, đó là mình cung cấp đá và tiếp nhận cái sự yêu quý và yêu thương của quý khách á và bạn bè thân gần á, thì mình mới làm những cái nhẫn bạc hay là những cái dòng nhẫn nhẹ, nhẫn mà bán chạy và được nhiều chị em phụ nữ ở tuổi 35-45 yêu thích á. Cái mẫu này là mẫu cũng lên xoàn nhưng mà ở cái dòng bạc basic á, thì làm nhỏ nhỏ như thế này và chỉ là bạc 925 thôi và nguyên chất không si không mạ. Thì sau một thời gian dùng á và tiếp xúc với lại mỡ thực vật động vật á, thì sản phẩm có màu bị xỉn. Thì cái gói dịch vụ của sản phẩm ở Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân là bảo trì bảo dưỡng định kỳ cũng như là trọn đời của chiếc nhẫn kể từ khi bán ra. Thành ra đó là mình nhận lại và mình đánh si làm lại sạch sẽ. Hôm nay là quay chiếc này là vì có một cái kỷ niệm như thế này, là khách yêu quý là không đánh bóng mà là khách muốn si lên vàng hồng, cho nên là mình mới quay lại để làm kỷ niệm cho cái tài liệu của Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân ha. Anh chị xem một viên đá di công màu vàng nâu, có cái nước màu rất là giống với lại kim cương vàng nâu mà chúng ta thường hay thấy ở trên Doji, hoặc là chúng ta còn thấy ở Lama, những cái trang sức mà cao cấp của đạt cái đẳng cấp quốc tế ha. Thì Quân sẽ ghép thành hai cái đoạn clip thành một video lớn và với những cái lời dẫn thoại và phụ đề đàng hoàng cho các anh chị xem ha. Rồi đây là video đầu để mà cho mình xem hai cái hình ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ được cái dịch vụ Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân chăm sóc ha. Thì cái phần mà si mạ lại theo yêu cầu thì không có bao nhiêu tiền hết à, tối đa 300 và tối thiểu 150.000 cho cái lần bảo vệ và bảo hành bảo dưỡng trọn đời của sản phẩm nha. Rồi đón xem đoạn video sau của sản phẩm này nha các anh chị. Là mình quay cái thành phẩm của nước si sau khi mà dọn lau bóng cái chiếc nhẫn lại, thì đây là một cái yêu cầu và mình cũng nhận cái yêu thương đó lại để mà làm cái video clip này. Với video clip này là mục đích là để là kỷ niệm với chiếc nhẫn của người khách, một trong những cái vị khách hàng đầu tiên của Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân, đến cái thời gian và thời kỳ bảo dưỡng định kỳ cái chiếc nhẫn, thay vì là lau bóng và đánh si lại cho nó mới ở cái định dạng bạc 925, thì lần này khách mong muốn là làm cái gì đó khác hơn đối với chiếc nhẫn. Thì đơn vị hợp tác với lại Đá Quý Thiên Nguyên Quân chọn si cái màu hồng này và phủ lớp bảo vệ hoàn toàn cho chiếc nhẫn này. Cái gói để mà làm cái nước si này thì bao gồm cả bảo vệ là 150.000. Thì cái chiếc nhẫn này sẽ được lau mới, đánh bóng và si lại trọn đời ở cái màu này với cái gói là 300.000. Trong đó bao gồm 150.000 là cái nano bảo vệ cái nước si. Rồi ngày mới xin chúc cho quý vị theo dõi được một cái ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên hotline của Đá Quý Thiên Nguyên Vũ Quân là 058 767 0767.